Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và trang trí nội ngoại thất Đức Dương được thành lập năm 2001. Trải qua gần 20 năm phát triển, nội thất Đức Dương ngày càng tự tin khẳng định là một thương hiệu lớn trong ngành nội thất và đồng hành cùng đẳng cấp, thịnh vượng của quý khách hàng. Năm 2016, với mong muốn mang lại không gian trải nghiệm thực tế, công ty đã khai trương showroom đồ gỗ nội thất cao cấp tại tầng 3, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm nội thất cao cấp từ chất liệu gỗ óc chó nhập khẩu từ Bắc Mỹ và tư vấn thiết kế thi công trọn gói nội thất gia đình, nội thất khách sạn, chu đáo và chuyên nghiệp nhất. Công ty nội thất Đức Dương tự hào được Bộ Khoa học và Công nghệ trao huy chương vàng, sản phẩm, dịch vụ vì sức khỏe cộng đồng, danh hiệu, hàng Việt Nam chất lượng cao. Nội thất Đức Dương tự hào là một trong ít các doanh nghiệp Việt có thể tự chủ trong sản xuất, thiết kế và thi công sản phẩm nội thất mẫu mã đa dạng hướng đến phân khúc cao cấp và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Năm 2017, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường về các sản phẩm đồ gỗ nội thất, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và trang trí nội ngoại thất Đức Dương đã cho xây dựng nhà máy sản xuất đặt tại Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Nhà máy sản xuất bao gồm nhà điều hành, phân xưởng sản xuất, xưởng sơn, kho vật tư, kho thành phẩm và khu nhà ở cho công nhân. Chính sự chủ động ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Đức, Ý, Nhật đã giúp cho hạng mục sản xuất của nhà máy được đảm bảo vận hành ổn định, đạt năng suất cao, sản phẩm tinh xảo, mẫu mã đa dạng, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn châu Âu và đáp ứng số lượng lớn cho các công trình, dự án trên toàn quốc. Các sản phẩm chủ lực của công ty sản xuất gồm các mặt hàng nội thất gia đình như sofa, bàn ghế ăn, giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi, cửa gỗ, đạt doanh thu 250 tỷ mỗi năm. Trên chặng đường phát triển, chúng tôi tự hào là đơn vị thi công nội thất khách sạn 5 sao Alansi Đà Nẵng, khách sạn 4 sao Sapphire Đà Nẵng, khách sạn 3 sao Sapa Paradise, khách sạn 3 sao Ravatel Bắc Giang, khách sạn 4 sao River Pride Hotel Đà Lạt, là đơn vị cung cấp cửa gỗ cho khu đô thị Văn Khê, Samsung Bắc Ninh cùng hàng nghìn công trình nội thất cho đến biệt thự, chung cư, nhà liên kề. Sản phẩm nội thất Đức Dương đã cùng vun đắp hạnh phúc, thịnh vượng cho nhiều căn hộ tại các dự án chung cư cao cấp như Imperia, Royal City, Green Bay, Vinhome Riverside, Park City, Gamuda, chung cư Ilsu City, chung cư Hồ Gươm Plaza. Lớn mạnh bằng kinh nghiệm, tình yêu và đam mê, công ty nội thất Đức Dương đã nhận được sự tin yêu của nhiều đối tác và khách hàng trên khắp cả nước. Mình cũng đi ra xem nhiều nơi thi công đồ gỗ óc chó, thì thấy là đồ gỗ óc chó bên Đức Dương đóng là tỉ mỉ, tinh tế đến từng đường nét nhỏ đấy. Còn đồ MDF thì cũng rất là cẩn thận đấy, mà giá cả thì lại hợp lý. Đúng là trên thị trường có nhiều công ty với lại các mức giá khác nhau, nhưng mà với gia đình mình thì cái số tiền bỏ ra so với lại sản phẩm đem lại như thế là mình cảm thấy là hài lòng. Mình biết Đức Dương cách đây mười mấy năm rồi. Lúc ấy Đức Dương mới bắt đầu mới sáng lập công ty, đã phải mới phát triển công ty, và đến bây giờ là hơn chục năm và mình nhận thấy là cái sản phẩm của Đức Dương càng ngày càng tinh xảo, và sản phẩm của mình thì mình thiết kế hết toàn bộ nhà, phòng ngủ, từ phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Cái màu của óc chó này rất là sang trọng và nó hợp với nội thất, phù hợp với nội thất, và bọn mình rất thích cái gu màu như này, đã lựa chọn sử dụng màu óc chó. Thực tế ra thì là chị cũng đã đi xem rất là, cũng đã đi coi rất là nhiều. Nhưng khi đến Đức Dương đấy là thực tế là mình cũng đã ưng ý, và cái thực tế ra thì làm ở đâu cũng vậy. Thương hiệu là cảnh tập lên cái tên tuổi cũng rất nhiều. Nên khi đến Đức Dương đấy là bên chị không có phải lo ngại cái gì cả. Đấy là nếu là lựa chọn đầu tiên là Đức Dương, và để
khi nhận sản phẩm thì đúng là chị phải rất cảm ơn Đức Dương, đấy là nó đã đẹp theo những hỏi sự mong đợi của chị. Năm 2018, nội thất Đức Dương mở rộng quy mô với 2 showroom đặt tại Quảng Ninh và Thanh Hóa. Các showroom đều nằm ở vị trí trung tâm thành phố với diện tích rộng hàng trăm mét vuông, giúp các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp của công ty nội thất Đức Dương đến gần hơn với quý khách hàng. Mặc dù là một công ty sản xuất bận rộn với hàng trăm dự án mỗi năm, thế nhưng bà lãnh đạo công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Những chuyến nghỉ mát mỗi năm, ngày sinh nhật, lễ Tết đều tổ chức các hoạt động sôi nổi, giúp nhân viên trong công ty thêm gắn kết tình cảm, đồng thời khẳng định cống hiến của nội thất Đức Dương đối với xã hội và cộng đồng.